Cô thân ái chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học khoa học tự nhiên lớp 6 của olm.vn Trong bài 28 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lực ma sát Khi ta đẩy một vật trượt trên mặt sàn hay là đá một quả bóng thì các em thấy chúng có chuyển động mãi hay không? Hay là chúng chuyển động chậm dần rồi dừng lại hẳn sau một thời gian? Thế còn trường hợp này, tại sao ta lại cầm được cốc nước? Ta biết rằng cốc nước thì luôn chịu lực hút của trái đất, vậy mà nó lại không rơi xuống. Tại sao? Để giải thích được các hiện tượng trên thì cô và các em hãy cùng tìm hiểu những nội dung chính của bài ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, lực ma sát trượt. Thứ hai, lực ma sát nghỉ. Thứ ba, lực ma sát và bề mặt tiếp xúc. Thứ tư, ma sát và chuyển động. Và nội dung cuối cùng là lực cản của nước. Đầu tiên về lực ma sát trượt khi đi xe đạp xuống dốc hoặc muốn giảm tốc độ kem thường bóp nhẹ vào phanh đúng không nào lúc này thì má phanh ép sát vào vành xe làm cản trở chuyển động quay của bánh xe do đó thì xe chuyển động chậm hoặc là dừng lại các em ạ à, lực xuất hiện giữa má phanh và vành xe được gọi là lực ma sát trượt thế còn đây là trò chơi mà chúng ta rất yêu thích khi còn nhỏ đúng không nào khi chơi trò cầu trượt, thì cũng có lực ma sát trượt xuất hiện giữa cơ thể của chúng ta với máng trượt. Vậy lực ma sát trượt thì xuất hiện khi nào? Khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác, thì sẽ xuất hiện lực ma sát trượt. Lực ma sát trượt này có tác dụng cản trở chuyển động. Các em hãy lưu ý nhé. Ở bài trước thì chúng ta đã học về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. Theo các em, thì lực ma sát trượt là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc? Chính xác rồi. Lực ma sát trượt sinh ra khi vật này trượt trên bề mặt của vật khác. Như vậy thì bắt buộc phải có sự tiếp xúc đúng không nào? Để rõ hơn thì chúng ta hãy cùng biểu diễn lực ma sát trong một số trường hợp sau đây nhé. Một bạn nhỏ đẩy một vật ở trên bàn. Các em hãy cho cô biết lực ma sát trượt được biểu diễn như thế nào. Ta hãy cùng ôn lại kiến thức về biểu diễn lực đã học. Lực thì được biểu diễn bằng một mũi tên có gốc đặt tại vật chịu tác dụng của lực. Ở đây là vật màu xanh này. Các em lưu ý, lực ma sát trượt thì xuất hiện tại chỗ tiếp xúc giữa hai vật nhé. Hướng của lực ma sát trượt cản trở chuyển động. Ở đây, vật đang chuyển động từ phải qua trái. Do đó, thì lực ma sát trượt sẽ có hướng ngược lại, đó là từ trái qua phải. Thế các em đã chơi trò trượt băng bao giờ chưa? Khi trượt băng thì lực ma sát khác là nhỏ nên là chúng ta chuyển động tương đối nhanh. Lực ma sát xuất hiện giữa giày trượt và mặt băng cũng cản trở chuyển động. Ở đây bạn nhỏ đang chuyển động từ trái qua phải, như vậy lực ma sát sẽ có hướng là từ phải qua trái. Trượt băng nghệ thuật cũng là một môn thể thao được nhiều người quan tâm đấy các em ạ. Các em có thể nhận thấy rằng lực ma sát giữa giày với mặt băng thì khá nhỏ so với các bề mặt gỗ, gạch phải không nào? Vì thế các vận động viên có những chuyển động rất uyển chuyển đẹp mắt và cũng có thể dừng lại khi họ mong muốn, chứ không chuyển động mãi mãi các em ạ. Để hiểu rõ hơn về lực ma sát trượt, các em hãy trả lời câu hỏi tương tác cô cho sau đây nhé! Rất chính xác! Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu lực ma sát trượt qua một số hiện tượng quen thuộc trong cuộc sống. Chuyển sang phần thứ hai, cô và các em hãy cùng tìm hiểu về lực ma sát nghỉ. Các em hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng sau đây. Một khối gỗ được đặt trên bàn, móc lực kế vào khối gỗ rồi kéo từ từ lực kế theo phương ngang. Các em hãy đọc số chỉ của lực kế. Có phải các em thấy rằng ban đầu khi lực kéo nhỏ thì khối gỗ chưa chuyển động phải không nào? Tại sao lại như vậy? Bởi vì giữa khối gỗ và mặt bàn thì có lực ma sát giữ cho khối gỗ không chuyển động. Lực ma sát này được gọi là lực ma sát nghỉ các em ạ. À. Khi lực kéo tăng thêm mà khối gỗ vẫn chưa chuyển động thì khi đó lực ma sát nghỉ cũng tăng thêm. Cho tới khi lực kéo đạt đến một giá trị xác định nào đó thì khối gỗ bắt đầu trượt ở đây giá trị là 0,9 Newton. Lúc này thì lực ma sát nghỉ có số đo lớn nhất và khi khối gỗ đã trượt thì lực ma sát giữa nó và mặt bàn là lực ma sát trượt không còn lực ma sát nghỉ nữa. Vậy tóm lại, lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi một vật bị kéo hoặc đẩy mà vẫn đứng yên ở trên một bề mặt. Các em lưu ý rằng khi vật bắt đầu trượt thì lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại và bằng lực ma sát trượt nhé. Thế còn khi mà vật đã chuyển động rồi thì không có lực ma sát nghỉ nữa. Lực ma sát nghỉ và lực ma sát trượt là hai loại lực chúng ta thường gặp Bây giờ các em hãy quan sát tình huống sau đây. Một bạn nhỏ đẩy một thùng gỗ trên mặt sàn và cảm thấy rất khó khăn và nặng nhọc. Sau đó thì bạn mượn một chiếc xe kéo và kéo chiếc thùng đó đi thì công việc lại trở nên dễ dàng hơn. Tại sao? Trong trường hợp đầu tiên, các em thấy xuất hiện lực ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn làm cho cản trở chuyển động phải không nào? Các con trường hợp thứ hai cũng có lực ma sát nhưng lực ma sát này là lực ma sát lăn, có độ lớn nhỏ hơn lực ma sát trượt nhiều, cho nên việc di chuyển vật ít bị cản trở hơn. Các em có thể ghi nhớ, lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt của một vật khác và độ lớn của lực ma sát lăn thì thường nhỏ hơn độ lớn của lực ma sát trượt. Chuyển sang nội dung thứ ba, tại cùng tìm hiểu về lực ma sát và bề mặt tiếp xúc. Các em thấy rằng bề mặt của miếng gỗ và mặt sàn nhìn thì có vẻ rất là nhẵn tuy nhiên khi phóng đại lên thì sẽ thấy chúng rất là gồ ghề đó chính là nguyên nhân gây ra lực ma sát khi mà hai mặt tiếp xúc với nhau khi chúng áp sát vào nhau thì các chỗ lồi lõm tác dụng lên nhau gây ra lực ma sát giữa hai bề mặt hay chúng ta nói cách khác là tương tác giữa hai bề mặt tiếp xúc thì tạo nên lực ma sát giữa chúng bề mặt mà càng gồ ghề thì lực ma sát sẽ càng lớn và ngược lại bề mặt càng nhẵn thì lực ma sát sẽ càng nhỏ các em ạ đây chính là lý do tại sao mà khi đi chân đất ở sàn đá hoa, nhất là khi ướt, thì chúng ta dễ bị trượt chân. Thế còn trên nền gạch thì không sao đấy các em ạ. Bây giờ cô có một số câu hỏi tương tác sau đây để chúng ta ghi nhớ bài nhé. Chính xác rồi. Như vậy trong bài hôm nay, cô và các em đã cùng tìm hiểu về lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ, lực ma sát và bề mặt tiếp xúc. Hai nội dung tiếp theo ta sẽ cùng nghiên cứu ở phần sau. Để làm thêm các bài tập vận dụng mở rộng, các em hãy tham gia khóa học khoa học tự nhiên lớp 6 tại olm.vn. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo trên kênh học trực tuyến olm.